Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Tư duy Thành đạt của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy kênh của chúng tôi hay và hữu ích, các bạn hãy like và subscribe kênh của chúng tôi để chúng tôi và những cái đội ngũ của chúng tôi sẽ có động lực hơn chia sẻ cho các bạn những cái điều bổ ích, những cái điều cần thiết trong cuộc sống. Và ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu tới tất cả các bạn một cuốn sách vô cùng đặc biệt. Cuốn sách này sẽ giúp tất cả các bạn có những tư duy mới, có những cái thái độ tốt đối với cuộc sống và đối với tất cả trong cái việc quản trị hay là cái việc mà các bạn trở thành một nhà lãnh đạo với đội nhóm của mình. Và đây chính là cuốn sách Thái độ 101 những là lãnh đạo cần biết. Đây là một cuốn sách vô cùng đặc biệt bởi vì như các bạn được biết, chúng ta trong cuộc sống đối nhân xử thế, chúng ta trong lĩnh vực kinh doanh hay tất cả những công việc mà chúng ta bán hàng đối với cá nhân hay đối với một người lãnh đạo, việc mà hình thành lên một thái độ tốt là điều vô cùng quan trọng. Điều này quyết định việc thành bại của các bạn. Cho dù bạn là ai, cho dù bạn là người thế nào, bạn là một cá nhân hay một tổ chức, thì việc bạn có một thái độ đúng đắn, một cách nhìn nhận đúng đắn sẽ giúp bạn thành công trong cuộc sống. Và cuốn sách Thái độ 101 những nhà lãnh đạo cần biết không chỉ giúp những nhà lãnh đạo của chúng ta mà còn giúp chính bản thân của chúng ta trong cuộc sống này. Thái độ, như các bạn biết, nó được hình thành như thế nào? Nó được hình thành khi chúng ta còn từ rất nhỏ, nó được hình thành trong cái môi trường sống mà chúng ta sống. Thông thường, tất cả chúng ta có những cái thói quen xấu, có những cái thái độ không tốt là bởi vì chúng ta tiếp xúc và chúng ta gặp gỡ với những người hoặc có những cái mối quan hệ không được lành mạnh. Chúng ta sống ở trong một môi trường không được tốt. Chính vì vậy, cái việc hình thành nên thái độ tốt và thái độ xấu là điều mà đương nhiên các bạn cũng sẽ nhận thấy trong cuộc sống này. Và ở cuốn sách này thì có nói cho chúng ta biết được rằng thái độ quyết định thành công của bạn. Có thể nói rằng thái độ tốt chưa chắc đội nhóm của bạn sẽ thành công, nhưng tôi dám chắc một điều rằng nếu thái độ không tốt, chắc chắn đội nhóm của bạn sẽ thất bại. Đây là điều đương nhiên. Và đối với người lãnh đạo thì càng quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng đến toàn thể đội nhóm của các bạn. Khi bạn là một nhà lãnh đạo, bạn có thái độ không tốt thì bạn sẽ truyền cảm hứng xuống tất cả đội nhóm của bạn và đội nhóm của bạn sẽ trở thành những người không tốt. Khi đội nhóm của các bạn không có thái độ tốt, đương nhiên họ sẽ có cách làm việc khác đi. Họ sẽ không có một cách nhìn nhận đúng đắn, một tư duy đúng đắn trong công việc của mình. Và như vậy là dẫn đến cả đội nhóm của bạn kéo theo và tụt lùi. Chắc chắn đến một lúc nào đó đội nhóm của bạn sẽ thất bại. Và cuốn sách này tác giả còn nói rất rõ về vấn đề thành bại của các bạn. Thất bại là gì? Thành công là gì? Thất bại hiểu nôm na là khi các bạn không đạt được những mong muốn của mình, không đạt được những mục tiêu của mình đề ra. Nhưng khi chúng ta đọc cuốn sách 101 thái độ, chúng ta sẽ có những thái độ và cách nhìn nhận khác với những cái vấn đề thất bại đó. Khi bạn thất bại với thái độ đúng đắn, bạn sẽ giúp mình trưởng thành hơn, bạn sẽ cố gắng hơn và bạn coi thất bại đó là những bài học kinh nghiệm quý giá để các bạn có thể nỗ lực và vươn lên phấn đấu. Còn thành công là sao? Thành công là khi các bạn đạt được những mong muốn mà mình đề ra, đạt được những mục tiêu mà mình hướng tới. Tuy nhiên, đối với thái độ của thành công lại hoàn toàn khác. Nếu thái độ của bạn đối với thành công, bạn trở thành một người kiêu ngạo, bạn coi thường, bạn nghĩ mình là đã giỏi rồi, thì đến một lúc nào đó bạn sẽ bị đối thủ vượt lên trên mình. Đây là một điều rất quan trọng. Và khi thái độ của các bạn đối với việc thành công, các bạn luôn luôn cố gắng, luôn luôn phấn đấu hơn nữa để mình chinh phục được những mục tiêu mới, thì cái việc mà bạn thành công trên bước đường sự nghiệp của các bạn là một điều đương nhiên. Và cuối cùng, đây là một cuốn sách rất đáng đọc. Thái độ quyết định thành công. Thái độ sẽ giúp bạn trưởng thành, thái độ sẽ giúp bạn đối nhân xử thế và thái độ sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc bạn truyền cảm hứng cho bản thân, cho đội nhóm và cho những người xung quanh mình. Hãy tìm cuốn sách 101 thái độ những nhà lãnh đạo cần biết, các bạn sẽ thấy được những điều bổ ích trong cuốn sách này và tôi tin rằng cuốn sách sẽ mang lại cho các bạn những tư duy tích cực, những thái độ đúng đắn đối với bản thân, cá nhân hay một tổ chức của các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào.